Điểm dị biệt của hà mã. Hà mã là một loài tồn tại rất đặc biệt. Nó là loài móng guốc lưỡng cư duy nhất trong số các loài động vật móng guốc. Hà mã, một trong những loài vật lớn nhất trên cạn. Chúng có thể cân nặng lên tới 4.000 kg. Trước hết, hà mã phải uống rất nhiều nước mỗi ngày. Chúng ưa thích môi trường nước, một phần lớn cuộc sống dưới nước. Thứ hai, da của hà mã rất mỏng manh và dễ bị tổn thương, nứt nẻ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hà mã có thể ở dưới nước trong 5 phút mà không cần hít thở. Chúng ăn chủ yếu là thực vật, dùng hàm lớn để cắt cỏ. Với tốc độ chạy lên tới 30 km/h, hà mã không chỉ to mà còn nhanh nữa.